Rồi cái rượu ăn gì cái rượu? Trời sao mì cay gì mà cái màu nó tái dữ trời. Ê, anh yếu gì mới đúng mì cay nè. Đó, ghê chưa? Rồi. Bộ đội thèm mì hả bộ đội? Tưởng thèm cái gì chứ thèm mì. Ghê. Mẹ còn nghe nhầm mẹ hỏi ủa Hiếu thèm mì hả Hiếu hay là ngán mì? Mẹ còn nói để mẹ nấu cơm sườn á, mẹ nấu cơm sườn á. Con thèm mì, trời ơi, ngạc nhiên luôn. Cơm nhiều nghe. Ngon không? Đâu gấp cái đầu mực quất một phát cái đầu mực coi anh hai hôm kêu rùa ngon nhất nít luôn. Lên hên còn xíu muối é xíu mắm. Bỏ tủ lạnh rồi mà quên. Ngon không? Ngon. Ủa tại kiên sao Hiếu gái chế cà phê là gì? Để đó là chế nước ngọt cái đó mình uống cần đổ đựng đổ ra hết. Rồi ăn đi con gái. Hả? Mực tươi mà. Mẹ ăn bắp này ăn rau nè thấy không? Ngon. Ăn đi. Nè. Ăn chấm bổ chứ, có sức chứ con.